Xin chào quý vị và các anh em. Như quý vị đã biết, ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị cách để chuyển đổi coin token từ cái mạng lưới BEP20 sang cái mạng lưới Polygon và ngược lại. Rồi tiếp theo ở video này, tôi cũng chia sẻ cùng quý vị cách để chuyển đổi, nhưng quý vị sử dụng hai cái sàn là sàn get.io và sàn merxc.com. Thì hiện tại đây là hai cái sàn đang hỗ trợ rất tốt cho cái mạng lưới Polygon Matic. Và quý vị đã từng giao dịch trên sàn Binance thì quý vị sẽ thấy sàn Binance tuy là một sàn top 1 về khối lượng giao dịch, nhưng sàn Binance họ chưa có hỗ trợ nạp rút mạng lưới Polygon Matic cho các USDT, USDC. Ok, bây giờ tôi sẽ vào cái sàn get.io trước. Rồi và tôi chọn vào root chẳng hạn. Tôi sẽ chọn USDT này. Rồi thì quý vị sẽ thấy rằng USDT trên cái sàn get.io họ hỗ trợ nạp rút rất nhiều các mạng lưới. Quý vị sẽ thấy mạng lưới Polygon này. Đó. Rồi tôi thử chọn một cái USDC đi. USDC. Đó, quý vị cũng sẽ thấy rằng quý vị có thể nạp rút USDC từ bất cứ sàn nào và bất cứ ví nào qua cái mạng lưới Polygon Matic. Ok, bây giờ tôi sẽ sang cái sàn MEXC. Tôi sẽ vào tài sản, chọn nạp. Ở đây tôi chọn USDT. Thì quý vị cũng sẽ thấy rằng USDT trên cái sàn MEXC hỗ trợ rất nhiều các mạng lưới. Thì ở đây nó có cái mạng lưới Matic, chính là cái mạng lưới Polygon này, mà đại diện của nó là cái đồng Matic. Đó. Rồi, bây giờ tôi thử chọn cái USDC đi. Đây, quý vị cũng sẽ thấy rằng cái sàn MEXC này cũng đã hỗ trợ USDC qua cái mạng lưới Polygon Matic. Thì hiện tại đến cái thời điểm này là tháng 9 năm 2021. Đây là hai cái sàn sớm nhất cập nhật cái mạng lưới Polygon Matic. Thì tôi biết trên rất nhiều các hội nhóm trên mạng xã hội có rất nhiều người quý vị đã từng gửi nhầm USDT từ ví lên cái sàn Binance.com. Nhưng hiện tại thời điểm này sàn Binance họ chưa có hỗ trợ USDT cho cái mạng lưới Polygon Matic. Đó. Và rất nhiều người quý vị đã từng mất tiền, mất coin vào cái việc là chọn nhầm mạng lưới mà sàn họ chưa có hỗ trợ. Trong cái trường hợp mà quý vị chuyển nhầm như thế này thì quý vị chỉ có nhờ support bên sàn, nhưng bên sàn họ không thể lấy lại được, thì quý vị chỉ có cách là chờ khi nào sàn họ mở cái mạng lưới Polygon Matic thì may ra token của quý vị mới về đến ví trên sàn của quý vị. Thì quý vị muốn chuyển về USDT, USDC trên sàn MEXC hoặc sàn Gate, quý vị chỉ cần chọn đúng cái mạng lưới Matic Polygon. Đó, ngoài ra quý vị cũng có thể sử dụng cái tính năng Bridge trên một số trang mà ở video trước tôi cũng đã chia sẻ cách để chuyển đổi từ cái mạng lưới BEP20 sang cái mạng lưới Polygon và ngược lại. Thì quý vị sử dụng cái cách nào nó cũng có những cái ưu điểm và nhược điểm. Quý vị sử dụng cách chuyển đổi nó giống như là swap
từ một cái mạng lưới khác sang một cái mạng lưới khác. Trong những trường hợp nó tắc nghẽn mạng, quý vị sẽ gặp khó khăn trong cái vấn đề support đó. Còn quý vị sử dụng chuyển lên các sàn mà họ đã hỗ trợ cái mạng lưới Polygon-matic này thì quý vị sẽ dễ dàng nhờ support bên sàn hơn. Ok, và quý vị ai chưa có tài khoản trên sàn MEXC và sàn Gate.io thì quý vị hãy lấy cái mã đăng ký mà tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu của tôi thì quý vị sẽ được giảm chi phí khi giao dịch trên hai cái sàn này. Ok, và đến